kính chào quý vị và các anh chị em lâu lắm rồi brand không có làm youtube ở trên kênh này thì hôm nay mình muốn chia sẻ một số vấn đề mà mình thấy là nó không có được à, à, vui vẻ với anh youtube à, thì đây là cái kênh của brand một cái kênh của brand làm về tin tức thì cái này là cái tin của tuần thứ 16 ha à, thì quý vị thấy là nó có chạy quảng cáo ở trên đây à, chạy quảng cáo vẫn bình thường ở trên đây rồi à, cái lượt view thì 162 lượt view à, Cái này thì brand đã làm cách đây 2 tuần rồi Nhưng mà khi mà mình vô cái kênh của mình á Thì cái quảng cáo này là hạn chế Và họ nói rằng là Nhân viên của họ đó là đã xem xét Và cảm thấy rằng là Cái video này là không được quảng cáo Tại vì nó không phù hợp Trong cái video này á Thì có cái là một anh ảnh đánh người châu Á Youtube họ nói rằng Cái quảng cáo của mình là bị hạn chế À, họ không có cho mình bật kiếm tiền nhưng mà trong cái video mà mình chạy bình thường đó anh YouTube ảnh vẫn chạy quảng cáo trên đó à, có nghĩa là ảnh hạn chế kiếm tiền của mình nhưng mà ảnh chạy quảng cáo như vậy rồi không hiểu rằng mà họ bên YouTube họ có nhận được cái tiền quảng cáo đó không từ các nhà tài trợ hay không Thì mình cũng không biết nhưng mà nó làm như vậy đó thì mình cảm thấy rằng là mình bỏ rất là nhiều giờ vô để làm mà làm một cái video như vậy làm một cái video như vậy nó mất cũng phải 3 tiếng hoặc là hơn nữa như vậy mà anh youtube ấy, anh không có cho mình quảng cáo thì mình cũng cảm thấy rằng là rất là nản cái kênh của mình á mình cảm thấy rằng là anh youtube anh đang dìm hàng mình rất là nhiều thì bắt đầu là từ một cái video của một người mỹ à, thì anh này á anh lấy một cái máy atm từ một cái cửa hàng nào đó giống như là một hội của họ đi đập phá hay gì đó thì anh lấy được một cái máy ATM rồi anh đang chuẩn bị bác bát cái máy ATM đó lên server thì mình thấy trên YouTube đó, họ cũng chia sẻ đầy cái đó thì mình cũng chia sẻ. Như vậy á mà anh YouTube á anh lại cho mình một cái uh, vi phạm cộng đồng. Rồi cái vi phạm cộng đồng đó đó nó nằm vĩnh viễn ở trong cái kênh của mình luôn. Uh, thì mình bị cái vi phạm cộng đồng đó là vô ngày 14 tháng 6 của năm ngoái mà đến bây giờ nó vẫn nằm ở trong cái kênh của mình, thì từ ngày mà mình bị cái mà vi phạm cộng đồng đó đó, là coi như cái kênh của mình là nó xuống luôn quý vị, coi như là mình lên không có nổi nữa, à, thì mình cố gắng bây giờ thì vẫn cố gắng làm như vậy thôi, nhưng mà không biết là nó sẽ đi đến đâu. Rồi mấy cái video mà mình làm ra đó là anh YouTube á, anh xét duyệt về cái bật kiếm tiền của anh á, là thường á là phải hai ngày, hai ngày anh mới duyệt cho mình. Còn không thì ảnh để cái đồng xu màu vàng giống vậy đó. Mà quý vị thấy rằng là cái video của mình làm ra đâu có ai coi. À, tại vì anh YouTube á, anh, anh không có muốn phổ biến cái kênh của mình hay sao đó. Từ sau từ khi mà bị vi phạm cộng đồng đó. Thì ảnh là không có muốn phổ biến kênh của mình. Thành ra cái kênh của mình á, không có ai coi hết. Mà thường là chỉ có chừng dưới 100 người coi. À, mà mình làm À, nếu mà những anh chị em nào mà có coi cái kênh về tin tức của Brian Thì thấy rằng là kênh của mình làm cũng rất là được Chứ cũng không tới nỗi là tệ đâu thì mà những cái video của mình làm ra đó Thì Thấy rằng là hầu như là không có người coi à, Tại vì anh YouTube anh không có đưa lên Mà quý vị làm về YouTube lâu, lâu năm mà biết là bật kiếm tiền rồi á Thì biết rằng là Khi mà mình làm trong một thời gian nhất định nào đó thì tự nhiên có một ngày anh YouTube á anh, anh đưa cái kênh của mình lên á lúc đó là có rất là nhiều người coi à, cái kênh mình được à, bật đề xuất rồi à, quý vị cũng thấy đó là nó không cho mình bật kiếm tiền mà anh vẫn chạy quảng cáo để anh kiếm tiền của anh thì giống như là một cái sân đá banh á mà anh vừa đá bóng vừa thổi còi vậy thì thật ra mình ở trên sân chơi của anh á, thì mình cũng phải chịu thôi à, cái đó là cái sự thiệt thòi của mình khi mình làm tin tức các quý vị Thì thật ra có những cái cảnh á Nếu mà mình để nguyên cảnh như vậy Từ cái trang tin tức của Mỹ đó, Thì nó sẽ hấp dẫn cho người xem hơn Nhưng mà bây giờ đó Brian phải cắt bớt rất là nhiều Tại vì anh Youtube á Anh nói rằng là những cái cảnh mà như vậy đó Nó không thích hợp với lại quảng cáo Mà mình thấy cũng tức cười lắm quý vị Có những cái video mà Brian làm á Cũng không có một cái gì mà bạo lực hết á à, Trong một có một cái video của mình Để là anh chọn cục đèn Thì cái tin của mình thật sự là có Một cái tin về anh trộm cái cục đèn Một người đàn ông á Thì họ thấy một cái cục đèn ở bên đường đó Họ bỏ lên đầu cái xe Rồi họ ăn chọn cái, cái cục đèn đó Mà nó có cả video ở đó luôn Thì có hình ảnh của cảnh sát Bắt được cái anh đó Chở cái cục đèn đó à, Chỉ như vậy thôi Mà anh Youtube anh cũng không cho quảng cáo nữa Anh cũng bật đèn vàng mình nữa Thành ra mình cũng không có biết là những cái chính sách của anh YouTube về quảng cáo Thì làm sao mà ảnh đì mình như vậy mình cũng không biết à, Thật sự rằng là à, Khi mà mình làm một cái Video ra đó Mình tốn rất là nhiều thời gian Mà mình à, à, Hy vọng làm đó, thì sẽ được à, bật quảng cáo cho vui Mà nhiều khi mình làm ba bốn tiếng mà ra thì Không được cái gì hết thì mình thấy cũng rất là buồn Thì hôm nay brand muốn chia sẻ với quý vị một số cái vấn đề mà anh youtube anh đưa ra brand hẹn với lại quý vị những cái video sau thì brand sẽ làm về những cái chủ đề khác kính chào quý vị đã theo dõi xin cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày bình an